bây giờ là lúc nào rồi? Dậy đi. Cái tên này, ngươi có tin là ta đá ngươi văng vô cái cây luôn không? Để cho ta ngủ nha. Biết bây giờ là lúc nào rồi chưa? Trời ơi, thần tiên nó mập thù lù rồi mà còn ăn vụng nữa chứ. Trời ơi, dậy đi, dậy đi. Bay còn không nổi mà còn ăn vụng nữa. Ta nói cho ngươi biết nha, đừng có nói ta mập thù lù nha. Còn cái chuyện mà ta bay không nổi á là do ngươi á. Trời ơi, ngươi có cho ta ăn cái gì đâu. Trời ơi, cái nhà giờ không có gì để ăn hết á. Cho mít còn chưa chín mà bị đặt. Thì cái đó coi như là nhà ta nghèo đi. Ta không cho ngươi ăn đi. Vậy trên miệng ngươi là cái gì? Cái gì dính trên miệng ngươi? Nói đi. Vậy mà còn chối. Cái đó là cái gì? Thì cái này là trời ơi, con voi kìa. Đâu? Con đâu? Kìa. Đâu? Con voi bay voi kìa. Đâu? Con đâu? Voi. Con voi. Ở đâu vậy? Con voi. Con voi đâu? Đâu? Con voi nào mà bay vậy? Đâu rồi? Trời ơi. Thằng cửa. Đâu mất tiêu rồi? Thằng cửa. Trời ơi. Bây giờ tôi đi làm ông thần cửa giữ nhà nha. Dạ thưa ông. Trời. Cái con đá điện kia, ai cho phép mày bước vô sân nhà của ta? Ta nói với ngươi rồi, ta rất ghét những tên đá điện hôi hám bẩn thỉu như ngươi, nghe rõ chưa? Mau đi ra khỏi nhà ta. Ông ơi, con xin ông thương xót cho con. Năm nay hạn hán dài quá ông ơi, ruộng đồng thì thất bát, con không có đủ lúa để nộp tô cho ông. Xin ông hãy chăm chế cho con nhà ông. Mắc cười quá. Ngươi làm như là ta cầm dao kẹ vô cổ nhà ngươi, bắt nhà ngươi phải thuê ruộng của ta vậy đó. Nè, nhớ cho kỹ nha. Chính ngươi đi qua bên nhà của ta, quỳ lại ta, năn nỉ cầu xin ta cho ngươi thuê đất để làm ruộng, đúng không? Mà đã thuê rồi thì phải nạp tô. Bây giờ nạp không đủ thì coi như sẽ bị phạt, đúng không? Mà ông ơi, làm nông mà có mùa được mùa thất chứ. Còn có biết là năm nay hạn hán như vậy đâu. Với lại á, ông hồi xưa tới giờ nổi tiếng là người lương thiện, có tấm lòng nhân hậu. Vậy thì ông giúp con lần này nha ông. Thôi, được rồi. Thật lòng thì ta cũng có tấm lòng lương thiện. Ta nghe ngươi phân trần như vậy ta cũng rất là thông cảm. Thôi giờ vậy, giảm án phạt nha. Dạ. Có nghĩa là thay vì nạp 10 giả lúa, bây giờ ta cho giảm 1 giả còn 9 giả. Sao? Không vừa ý à? Ông, con tưởng là ông giảm cho con nhiều. Ông giảm từ 10 giả xuống còn 9 giả. Còn 1 giả kia đối với ông có thấm thía gì đâu. Ý ta đã quyết như vậy là không có cãi nữa. Thằng sủ đâu? Dạ. Lôi cổ con ta đều ra khỏi đây cho ta. Dạ. Ông thầy phạt thêm 2 giả lúa vì có tội dám vô sân nhà của ta. Ông ơi. Dạ. Lên. Dạ. Đi. Đi. Ông ơi, cái gì khóc hoài. Đi. Con xin ông đó. Về nhà mà khóc. Nhanh lên. Đi đi. Đi đi lên. Ông. Đi. Ông ơi. Dạ bẩm ông. Dạ. Không biết là sáng nay ông muốn ăn cái gì để con kêu bà bếp chuẩn bị. Cái này được nè. Bây giờ con vô nói với bà bếp là bữa nay ta thèm ăn cháo lương, nhưng mà nói với bà ấy là nấu cho nhiều một chút, để đem ra ngoài trước cửa một tô để ta cúng ông thần giữ cửa, nghe không? Dạ con nghe rồi. Ê, biểu. Dạ thưa ông. Cho tao hỏi câu này, nhà của ngươi có thần giữ cửa không? Dạ bẩm ông là có. Nhà của ngươi mà cũng có thần giữ cửa nữa hả? Dạ có. Sao ngộ vậy ta? Nhà ngươi cũng có thần giữ cửa. Nói thiệt nghe, từ hồi bé tới bây giờ
Ta chưa biết mặt ông thần dưới cửa là ai. Bây giờ có cách nào để cho ta biết được mặt ông thần dưới cửa là ai không? Dạ bẩm ông, con ngu dốt nên con không có biết cách nào để giúp ông thấy được thần dưới cửa hết. Nhưng mà con chắc chắn rằng một lúc nào đó ông sẽ thấy được thần dưới cửa. Bày nói bày ngu dốt có nghĩa là bày đang mắng ta ngu dốt đó hả? Không biết mặt ông thần dưới cửa đó hả? Dạ, con nào dám. Con nghĩ là ông thần dưới cửa nhà ông á là không phải là một vị thần bình thường, mà là một đấng tối cao. Nếu không phải là một đấng tối cao, làm sao có thể giữ được một ngôi nhà giàu có, nhân hậu và phúc đức như ông đây ạ? Bày nói ta nhân hậu phúc đức. Dạ. Coi như là vị thần giữ cửa của ta cũng là một người nhân hậu phúc đức. Dạ. Sẽ giúp ta giữ được tài sản đúng không? Dạ đúng thưa ông. Được, đi, vô đi con, vô nói như bà bếp làm lẹ đi, ta đói dữ lắm rồi. Dạ vô con làm liền. Nhân hậu phúc đức, ta nhân hậu phúc đức mà đúng không? Ủa, ông ơi dậy đi ông. Ông ra chỗ khác nằm đi ông. Chỗ này lạnh lắm á ông ơi. Ông đừng có nằm ở đây. Chủ nhân con mà thấy á, chủ nhân con kiếm chuyện nữa đó. Cái cậu này sao nói cái gì kỳ vậy? Đây là nhà của ta, ta muốn nằm ở đâu ta nằm. Cậu để yên cho ta nằm. Tại sao cậu lại tính đuổi ta như vậy hả? Đi chỗ khác cho ta nằm. Lại một ông say rượu nữa, ăn nói lung tung à. Ông ơi dậy đi ông. Ông mà nằm ở đây á, ông chủ con thấy là ông chủ con đánh chết luôn đó. Ông ơi. Ông. Thôi thì dù gì ta cũng đã có lòng tốt giúp đỡ ông. Nếu mà ông lão không chịu nghe thì đành vậy thôi. Là hôm qua mình cho ông lão mượn mà. Sao kỳ vậy ta? Sao không biết nhà mình mà trả áo cho mình? Thần cửa, sao hôm nay dậy sớm đứng đó vậy? Nói gì vậy? Trời ơi, hôm nay bày cái trò gì, dán gì trên miệng vậy? Tự nhiên có một bậc quý nghiêm vậy nè, ông ta đem một chiếc áo tới, nói là trả cho ngươi á. Xong rồi tự nhiên lấy cái mồ hồi nãy á, phong ấn ta. Trời ơi, ta đứng từ khuya hôm qua tới giờ, bụng đó meo đó móc luôn. Trời ơi, không cử động được luôn, mọi người gần chết luôn. Thì, nhưng mà cái áo này là của ta thiệt. Cái áo này là ta cho ông lão kia mượn kìa. Ông lão đó, tội lắm. Thì làm sao mà là một bậc uy nghiêm được? Chắc tại ngươi đói, ngươi qua mắt thôi. Cũng có thể là do ta qua mắt đi. Nhưng còn lá bùa thì sao? Sao phong ấn được ta từ khuya hôm qua tới giờ lận? Thì ngươi nói cũng đúng. Ơi, đi đâu vậy? Không cúng cho ta hả? Đi đâu vậy? Ta đói lắm rồi, cúng cho ta đi. Nhớ hôm qua còn đây mà. Đi đâu mất tiêu rồi? Nè. Dạ. Nè, làm cái gì ở đây? Dạ. Tớ đang trộm đồ nhà tao à? Dạ, con nào dám. Dạ, con chỉ đang tìm một ông lão thôi. Cái gì? Tìm ông lão? Dạ. Tìm ông lão thì ra ngoài kia mà tìm. Ở trong đây làm gì có ông lão? Nè, bay giỡn mặt với tao phải không? Dạ, không có đâu ông. Con nói thiệt.
Hôm qua lúc con về nhà, con thấy có ông lão nằm đây nè. Con thấy tội ông quá, nên con lấy cái áo của con đắp cho ổng. Rồi sáng nay áo của con lại xuất hiện trên giường của con, nên con mới chạy qua đây coi con ông lão còn ở đây không. Bày nói cái gì? Bày nói tối hôm qua, dạ, có một ông lão già nua ăn mặc rách rưới nè, nhà tao sang trọng như vậy làm gì có ông lão, đúng không? Dạ, nhưng mà có thiệt mà, con nói thiệt. Nói thiệt? Dạ. Số? Dạ. Ra biểu. Dạ. Nghe tao hỏi, tối hôm qua bày ngủ ở đây, dạ, bày có thấy một ông lão nào ăn mặc rách rưới ngủ trong sân nhà của mình không? Dạ bẩm ông, tối hôm qua con không hề thấy ai ở đây cả. Thấy chưa? Có mà. Nè, có khi nào mày bị qua mắt rồi không hả? Tao ở đây ngủ suốt cả đêm, có thấy ai đâu. Huống hồ gì mày nói ổng nằm ngay giữa sân nữa. Tôi nói thiệt, chắc tại hôm qua anh quá chén, anh ngủ quên. Ăn có thể ăn bậy, nhưng mà nói không có được nói bậy nghe chưa. Tao trước giờ làm việc cho ông chủ lúc nào cũng đàng hoàng, không có chuyện uống rượu uống chè về đây hết. Mày đặt điều vu khống tao là có ý gì hả? Thôi, làm ơn làm phước im lặng giùm ta một cái ha. Bây giờ có điều tao quan tâm là tại sao có một ông lão già nua dám bước vào sân nhà của ta để mà ngủ. Bây giờ bằng bất cứ mọi giá tụi bay phải tìm được ông lão đó cho ta, nghe không? Dạ. Dám vô trong sân nhà của ta ngủ à? Ta mà bắt được ta đánh cho què giò. Đây. Dạ. Nếu như tìm thấy được ông lão, ông sẽ đánh ông lão thừa sống thiếu chết. Một người già yếu như ông lão làm sao có thể chịu nổi được đây. Sao còn chưa đi? Hay là muốn bị đoàn thai cho ông lão? Dạ, thưa ông con đi. Đi lẹ. Chính tề, sang trọng, chắc chắn là một người có chức. Nếu không thì chắc chắn phải là một người giàu có. Nhưng mà tại sao lại đứng trong nhà của mình? Chẳng hay vị đại nhân đang đứng trước mặt của ta là ai? Có thể cho tôi biết được quý danh không ạ? Ta đến đây để nói với ngươi một điều. 3 ngày sau sẽ có một vị khách quý đến đây, vậy ngươi hãy liệu mà lo nghênh tiếp đi. À, vậy cho ta hỏi thêm, vị khách mà ta sắp sửa gặp đó là một quan đại thần hay là một thương gia giàu có? Vị khách này sẽ đến đây để dạy cho ngươi một bài học vô cùng quý giá. Bài học vô cùng quý giá, bài học. Đại nhân! Ông ơi, sao vậy ông? Có chuyện gì vậy ông? Ta có một giấc mơ y như là thật vậy đó. Ông thấy cái gì vậy? À, nhưng mà thôi, ta đã không sao rồi. Ngươi đi làm việc đi. Dạ. À mà nè, dạ. Ngươi đã tìm thấy lão già kia chưa? Dạ bẩm ông, con đã lục soát khắp nơi trong nhà nhưng vẫn không tìm thấy lão già đó. Chỉ có dấu vết của người làm giường thôi ạ. Không tìm thấy à? Dạ. Vậy là thằng Khai Tâm nó cũng nằm mơ giống như ta mà nó tưởng là thật, đúng không? Dạ, dạ đúng rồi. Làm gì có cái chuyện một ông lão nghèo hèn như vậy dám bước chân vào trong sân nhà của ta đi mà ngủ. Làm dạ. Gì có đúng không? Đúng rồi ông. Rồi, vô làm việc đi. Dạ, dạ. À, dạ bẩm ông. Nói. Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của thằng Khai Tâm rồi ông. Là ngày cuối cùng rồi à? Dạ. Nó trả hết nợ chưa? Thưa ông, từ ngày cha mẹ nó mất tính đến ngày hôm nay, hắn đã làm việc ở đây để trả nợ tròn 8 năm rồi thưa ông. 8 năm rồi à? Thời gian trôi nhanh thật. Mới đây mà đã 8 năm rồi. Thực sự Khai Tâm là một đứa gia nhân rất là tốt, rất hiền, rất là nhân hậu. Mất một đứa gia đình như Khai Tâm, thật sự ta cũng rất là tiếc. Ờ,
Dạ thưa ông, nếu như mà ông muốn Khai Tâm ở lại đây làm việc mà không cần phải trả bạc cho hắn, còn có một ý này. Nói. Hay. Rất hay. Bình thường ghê, rất là ục mịch mà bữa nay lại rất là thông minh. Dạ. Được. Dạ. Cứ y vậy mà làm. Dạ. Nhưng mà gì? Dạ. Vô pha cho ta một thao nước nóng. Dạ. Để ta tắm cho người ta nó tỉnh táo. Dạ. Có ngay thưa ông. Ừ. Ông chờ con chút. Ngộ. Bay tới cây. Cái cây nó không có cười mà bay cười. Có chuyện gì bay vui dữ vậy? Dạ không giấu gì ông. Hôm nay là ngày làm cuối cùng của con. Trong suốt thời gian qua, con đã làm việc trả nợ hết cho phụ mẫu. Dạ, nếu trong thời gian con làm việc, con có làm ông buồn lòng hay phật ý, xin ông rủ lòng thương bỏ qua cho con. Thật ra đó thì bây con biết tánh ông rồi. Ông dạ. là một người rất là nhân hậu ha. Dạ. Chưa bao giờ ông suy nghĩ là ông sẽ làm hại ai hết. Nếu trong thời gian con ở đây làm việc với ông, mà nếu ông có những lời nói khắc khe ở đây làm cho con buồn, dạ. thì con đừng có giận ông nghe. Dạ bẩm ông, nếu mà ông có rầy la thì cũng là do con làm sai. Với lại con chưa bao giờ nghĩ là mình giận hay buồn lòng ông gì hết. Thôi giờ vậy, ta có ý kiến vậy. Bữa nay ta có hẹn với một người, ta phải lên trên huyện đánh tổ tôm với một vài vị đại nhân. Dạ. Cho nên bữa nay ta yêu cầu ngươi làm cho ta thêm một ngày nữa. Có nghĩa là ở đây, ngủ ở đây, bay cùng với thằng Sủ giữ nhà cho ta. Dạ. Ngày mai ta về ha. Rồi lúc đó ngươi suy nghĩ, được chưa? Dạ. Rồi sau đó ngươi nghĩ rồi, chắc là ngươi chưa có việc làm, ta sẽ cho ngươi thuê đất để mà làm ruộng, để sau này có dư tiền, dễ dành tiền cưới vợ, chịu không? Ông cho con thuê đất. Ừ. Dạ, dạ, một tôi tớ hèn hạ như con mà được ông thương. Dạ, dạ. Con đội ơn ông nhiều lắm, con đội ơn ông. Rồi, đi đi, đi đi. Dạ, con. Dạ. Rồi, làm việc đi, đi đi. Ban nãy trong giấc mơ, vị đại nhân có nói với mình là 3 ngày nữa sẽ có một vị khách đặc biệt tới thăm ta. Nếu như đó là điềm báo thật mà quý nhân đặc biệt thì mình phải biết chứ. Tại sao mình nghĩ không ra ta? Tới thăm vị khách quý mà quý giá thì đương nhiên là mà phải là vàng bạc châu báu mới gọi là quý giá. Vậy thì cái vị khách này chắc chắn là thần tài của mình rồi. Vậy là mình sẽ có thêm vàng, có thêm bạc, mình sẽ giàu nữa. Mình sẽ rất là giàu luôn. Làm gì mà ngươi vui quá vậy? Kể ta nghe với. Thì không có giấu gì ngươi. Hết ngày hôm nay, ta không làm việc cho Phú Ông nữa. Trong suốt 8 năm trời qua, ta làm việc không công cho Phú Ông. Hết ngày hôm nay, ta trả hết nợ rồi. Nhưng mà ta nói cho ngươi nghe nè, mặc dù á, ngươi làm việc không công 8 năm qua cho Phú Ông, nhưng mà ngươi vẫn có gạo để ăn. Còn giờ không làm việc nữa thì hai tụi mình lấy gì để ăn? Trời ơi đừng có lo. Phú ông á nói với ta rồi, là Phú ông sẽ cho ta mượn đất để cày cấy. Lúc đó hả, ta với ngươi sẽ không lo chuyện ăn nữa đâu. Mà ta còn có tiền cưới nương tử nữa nè. Ta thấy á nha, sao hôm nay hắn tốt bụng dữ vậy? Ta nói cho ngươi nghe nè, không ai tự nhiên đối tốt với mình đâu, trừ khi họ có ý đồ. Có cái gì đâu,
Suốt 8 năm qua ta làm việc cho ổng thì ổng thương ta, ổng giúp đỡ cho ta thôi. Ê mà nè, ta hỏi. À, sao á? Ông là một thần giữ cửa, mà sao ông không đi giữ cửa cái nhà nào bự bự xíu đi? Tự nhiên ông giữ cửa nhà lá của ta, nhà con không có cửa nữa, nghèo muốn chết luôn. Không biết gì mà cũng nói nữa. Ta còn nhỏ, ta phải canh những cái nhà như ngươi nè, giữ mấy cái nhà như ngươi nè. Trời ơi, còn những vị thần khác á, những vị thần giữ cửa những ngôi nhà lớn á, ôi ngươi có biết không, họ oai nghiêm, uy lực. Chứ không phải ông ăn rồi ngủ rồi bị phạt xuống đây đúng không? Mà cho ta hỏi, cái ông lão hôm qua trả cho ta là ai vậy? À đúng rồi, ông đó là... Không được, ta mà nói á thì sẽ xuất hiện một thánh nhân sẽ xuống gỡ phạt ta. Vậy ta không thể nói đâu. Bởi vì á, theo luật thì bọn ta chỉ có thể tiết lộ thân phận của mình cho gia chủ, chứ không được nói cho ai hết á. Vậy ông nói cho ta nghe đi. Đi, nói cho ta nghe đi. Dù sao, chỉ có ta với ông nghe thôi mà. Ta chỉ có thể nói, đó là một vị đại tiên. Đại tiên hả? Đại tiên. Đây là cái vòng bội ngọc. Tối nay khi nó ngủ, bay tìm cách nhét vào trong người của nó. Dạ. Nhét vào cho kỹ. Dạ. Đừng để cho nó biết. Ngày dạ. mai tao từ trên viện về tao sẽ xử lý. Dạ. Nhớ là theo sát nó. Dạ con biết. Đừng rồi. Để cho nó phát hiện. Nếu mà cái vòng bội ngọc của tao mà mất thì mày biết kết cục của mày nằm ở đâu rồi chứ. Dạ thưa ông, ông yên tâm. Kỳ này mày chết mày nhé con. Bây giờ mình lén về phòng ông chủ để lấy những món đồ tốt và quý giá. Sau đó mình sẽ đổ hết tội cho nó. Sao mình thông minh dữ vậy ta? Đừng có đuổi theo. Không có gì đâu. Ngủ tiếp dạ, đi. Có ăn trộm đó không? Ừ, nằm xuống. Ngủ tiếp đi. Dạ. Ăn trộm. Ăn trộm. Ăn trộm. Thôi lo ngủ đi. Ông có sao không ông? Ông uống nước đi ông.
Ông có sao không? Có bị gì không ông? Người không thấy ta thở mệt muốn đứt hơi sao còn hỏi? Mà sao hôm nay ngươi lại ngủ ở đây? Dạ không giấu gì ông. Dạ tại hôm nay ông chủ của con đang đánh tổ tôm ở trên huyện á, nên con ở đây con canh nhà cho ông chủ với thằng Sửu á. Mà ông đi đâu mấy bữa nay vậy ông? Con không thấy ông, con tìm ông quá trời luôn á. Ta vẫn ở đây, không phải ngươi muốn thấy ta là thấy đâu. Ta phải cho phép ngươi, ngươi mới thấy được. Nhưng mà sao ông biết nhà của con mà trả áo vậy ông? Ta muốn biết á là ta biết thôi. Nhưng mà nè, cái tên tiểu thần giữ cửa nhà ngươi á, nó hư lắm đó nghe. Hôm đó ta thấy nó lục lội đồ ăn, thần gì mà tối ngày cứ ăn như ngủ không hà. Thảo nào nhà ngươi tới bây giờ không khá lên nổi. Bởi vì á, theo luật thì bọn ta chỉ có thể tiết lộ thân phận của mình cho gia chủ. Vậy ông nói cho ta nghe đi, xin ông luôn đó, nói đi. Ta chỉ có thể nói đó là một vị đại tiên. À, vậy không lẽ ông là vị thánh nhân mà tiểu thần nhà con nói hay không? Vậy ông là... Đúng rồi. Ông là thần dư cửa của nhà phú ông. Ừ. Ông là đại tiên hả ông? Ta là đại tiên đây. Nhưng mà đại tiên của nhà phú ông sao ăn mặc kỳ vậy? Sao? Bộ dạng ta thế nào? Ăn mặc như thế này á, vì ta muốn thoải mái dễ chịu. Với lại đâu có ai nhìn thấy ta đâu, mà ta phải mặc đẹp làm cái gì? Ta đã ở đây từ cái thời ông bà địa chủ ở đây á vừa mới cưới nhau thôi. Bởi vì họ đã ăn ở nhân nghĩa, phúc đức, siêng năng làm việc, nên ta mới đem hết cái thần lực của ta ra giúp họ giữ gìn, tích góp của cải. Từ cái ngày ông bà ấy mất, cái người con trai của họ thiệt tệ ơi là tệ, ta rất là ghét. Cho nên ta không muốn cho nó thấy ta. Ông nói ông là thần giữ cửa, vậy ông có biết con làm ở đây bao lâu chưa? Tính tới nay thì ngươi đã làm được 8 năm. Bây giờ ngươi phải đi làm thuê, thay mặt cha mẹ trả nợ cho những ngày họ còn sống. Nên phú ông nói với ngươi là sau ngày hôm nay sẽ giúp đỡ ngươi bằng cách cho ngươi thuê lại ruộng đất để ngươi trồng trọt. Đúng không? Quái lạ, sao ông lão lại biết chuyện? Rõ ràng sáng nay ta và tên Sửu đã tìm khắp nơi mà không thấy ông lão mà. Không lẽ ông là thần giữ cửa thiệt sao? Ông ơi, ông. Sao kỳ vậy ta? Ấm nước hôm qua mình rót cho ông lão đây mà. Sao bên trong không có nước? Chẳng lẽ đêm qua là mơ sao? Vậy không lẽ ông lão đó là thần giữ cửa của nhà phú ông sao? Tâm ơi Tâm, Tâm. Trời ơi mày ở đây. Biết tao đi kiếm mày cực lắm không? Ông ở trong kiếm mày quá trời kìa. Mày nghĩ sao mày ngồi ở đây mày ngủ vậy? Đâu có đâu Quỳnh. Không có gì mà không có. Đi vô. Mệt ghê á. Ông ơi, con tới rồi ạ. Đứng đó chờ tí. Dạ. Dạ. Rồi. Dạ bấm ông. Con đã làm xong hết công chuyện rồi. Xin ông thương con và cân nhắc cho con được thuê đất làm ruộng ạ. Thuê đất làm ruộng? Nói giỡn hoài. Bây giờ ngươi giàu dữ lắm rồi, cần gì phải thuê đất làm ruộng? Giỡn hoài. Dạ ý ông là sao? Con không hiểu. Không hiểu hay là không muốn hiểu,
Ngươi đó, bình thường ngươi là một con người rất là thật thà, ta rất là tin tưởng ngươi. Ta giao cho ngươi giữ nhà cho ta chỉ có một đêm thôi, vậy mà ngươi nỡ lòng nào ăn cắp đồ của ta, cái dạ. vòng bội ngọc và một chiếc nhẫn vàng. Dạ ông ơi, quan ước cho con quá. Con không có biết cái vòng bội ngọc ông ơi. Con không có ăn cắp nó, với lại chiếc nhẫn vàng con cũng không biết gì hết ông ơi. Không biết à? Dạ. Lục soát người nó cho ta. Dạ. Ông ơi, quan cho con quá ông ơi. Ông ơi. Ông. Hả? Có cái túi gì nè ông? Đưa đây. Hả? Chết mày rồi. Ông ơi, cái vòng bội ngọc đó con không có ăn cắp của ông đâu. Ông. Còn chiếc nhẫn vàng đâu? Chiếc nhẫn vàng đâu? Ê mày, còn chiếc nhẫn vàng đâu? Dạ con không biết chiếc nhẫn vàng đâu ông ơi. Giấu trong người à? Tiếp tục lục nữa cho ta. Ông ơi, quan ước cho con quá ông ơi. Con đâu có ăn cắp gì của ông đâu. Ủa sao kỳ vậy ta? Trời ơi, thì ra là mày. Trời ơi, tao cứ tưởng đâu mày hiền lành dạ. chất phác. Ai ngờ mày là một đứa xảo quyệt, mưu mô. Chính mày lấy chiếc nhẫn vàng này của ông. Ông ơi, con tìm được chiếc nhẫn vàng rồi nè ông. Tội của mày lớn lắm, phải đem lên quan đánh 100 roi, sau đó tống giam mày. Như vậy còn chưa hết tội đâu. Ông ơi, quan ước cho con quá ông ơi. Quan à? Tan chứng rành rành mà quan à? Bây giờ không có nói nhiều. Ông. Đưa nó lên quan, bỏ tù cho nó rụt xương luôn. Dạ. Ông ơi. Đi. Ông ơi ông, quan quá đi. Ông ơi. Quan. Dạ. Ông xem xét lại đi ông ơi, quan cho con. Được. Con người của ta rất là nhân từ, cho nên ta cho ngươi một cơ hội. Dạ. Bây giờ là phạt ngươi 5 quan tiền. Nữa nè, ngươi làm việc không công cho ta suốt 10 năm không được bạc. Chọn đi. Dạ, dạ thưa ông. Con chọn làm đại tớ cho ông, 10 năm không lãnh bạc. Ừ, cái này là tự chọn nha. Ta không có ép mà. Dạ. Nhớ kỹ nha. Dạ ông. Được rồi phải không? Lôi nó ra, quánh nó 10 hèo về cái tội dám ăn cắp đồ của ông chủ. Dạ. Ông ơi, lên. Sẵn vô nói với bà bếp, chuẩn bị cho ta một bữa cơm thịnh soạn để ta tiếp khách, nghe rõ chưa? Dạ có ngay. Lôi ra quánh liền. Ông ơi, ông ơi, quan cho con ông ơi. Ông. Mày hả mày? Dám ăn trộm nè. Cho mày chưa nè. Ta với người không có thù oán gì, ta cũng không ghét người. Nhưng mà ta biết rằng ngươi là người lấy đồ của ông chủ, tại sao ngươi lại hãm hại ta? Thắc mắc cái gì? Chính ông chủ là người kêu tao làm vậy đó. Có muốn hỏi đi mà hỏi ông chủ. Mày hả mày? Cho mày chưa? Dạ. Cho mày chưa? Sao kỳ vậy? Kỳ vậy? Trời ơi! Ai da, trời ơi, chuyện gì vậy? Ai da, tên phú ông này quá độc ác. Ta làm thần bao nhiêu năm nay rồi, chưa bao giờ thấy người nào giống như hắn. Ngươi có sao không? Dạ, dạ, dạ không sao ông. Với lại, cũng do số phận của con. Con nghèo quá, nên con phải chịu. Con người không ai chọn lựa được nơi mình sinh ra, trong sự nghèo đàn hay là phú quý. Nhưng, cách sống của họ, đó mới là điều quyết định cuộc đời hậu dẫn của họ ra sao. Ta sẽ dạy cho tên này một bài học. Theo ta. Dạ. Ngươi đang đứng chờ ta đúng không? Ta đến đây rồi. Nè, ngươi là ai mà dám nói với ta câu này? Cái tên hỗn xược này, sao không mau cúi đầu chào ta, mời ta vô nhà? Hỗn nghe, cái này là hỗn đó nha. Bây giờ anh dây, đi ra khỏi đây đi nghe. Đừng để ta nóng, ta không kiên cử tuổi tác đâu à. Nói mà còn đi vô nữa hả? Ông ơi. Đồ lì lợm. Ông ơi. Ông có sao không? Ta không sao. Đi ra. Dạ bẩm ông. Dạ đây là vị thần giữ cửa của nhà mình đó ông. Dạ xin ông nhẹ tay với ông ấy. Cái gì? Lão già này là thần giữ cửa của nhà ta à? Quái lạ. Dạ. Quan đường. Thật là quan đường. À, ta nhớ rồi.
Thì ra đây là lão già hôi hám bẩn thiểu ngủ trong sân nhà của ta đúng không? Dạ, dạ không phải đâu ông ơi, không phải đâu ông. Còn không phải nữa à? Bây giờ mau đi ra khỏi nhà ta, một lát nữa ta còn tiếp những vị khách quý. Nếu còn ở đây, ta sẽ không bao giờ bỏ qua. Ủa quái lạ, ông chủ với thằng Khải Tâm nói chuyện với ai vậy? Ta không ra. Ngươi không bỏ qua, ngươi làm được gì ta? Cái đồ lười nhác, tham ăn tham ngủ, tham chơi như con heo mập. Ngươi nói ta là con heo à? Đúng, ta nói ngươi là con heo mập. Xấu đâu? Dạ. Mau lấy cây đập dạ. Lão già này một trăm heo cho ta. Dạ. Dám nói ta heo, đập đây. Ông ơi, quán ai ông? Lão già đó. Mày đuôi sao mày không thấy? Quánh đi. Dạ. 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 Quả thật là không thể thay đổi tâm tính của nhà ngươi. Đã vậy nên ta sẽ dạy cho ngươi một bài học đích đáng. Quánh. Dạ. Dạ. Nè nè nè, lão già kia, ông làm cái gì vậy? Dạ. Ê, xấu. Dạ. 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 Đau. Dạ. 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 Đau. Xấu. Đau. Dạ. Trời ơi. Mít ơi, chính đi. Ông Tiên, ông Tiên. Ta còn ông Tiên. Ăn mi nữa. Đây, đây là nhà của chính con, ông Tiên. Lên. Chính đi mà. Chính đi. Dậy đi. Đại Tiên, Đại Tiên. Kính chào Đại Tiên. Tiểu Tiên đây không biết ngài sẽ ghé đến, nên chưa kịp chuẩn bị gì hết. Mong Đại Tiên tha lỗi. Không sao. Dạ, 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 dạ thưa ông. Nhà của con nghèo lắm, không có gì để tiếp đãi ông hết. Dạ, con mời ông uống nước. Không sao. Không cần, không cần đâu. Tên phú ông kia thật là quá quắt. Ta thật là vô cùng ân hận khi đem thần lực của ta ra để mà giúp hắn giữ gìn của cải vật chất. Vậy mà hắn không biết coi trọng mọi người, đã vậy mà còn làm những việc sằng bậy, hãm hại người khác. Ngay cả tên Sử Gia Nô của hắn cũng vậy. Đúng là chỗ nào tớ đó. Dạ. Dạ không sao đâu. Không sao đâu Đại Tiên. Dạ cũng tại do con. Số phận con nghèo. Bây giờ con có làm thêm 10 năm nữa không công, nhưng mà con cũng có cơm để ăn, có gạo để nấu qua ngày. Vậy là được rồi. Thôi được rồi, ngươi mau ra kia lấy cho ta bao nhiêu viên đá cũng được, đem vô đây. Dạ, dạ. Dạ, dạ đây ông. Ngươi mau đem 5 quan tiền này sang trả cho hắn đi, rồi trở về đây làm việc siêng năng tích cực. Ta sẽ đem thần lực của ta ra giúp cho ngươi. Dạ bẩm tiên. Tiên cũng thấy, tiên cũng đã thấy rồi. Nhà con nghèo lắm, con mà nhận số bạc này, con không có bạc trả cho tiên đâu. Vì ngươi á là người tốt bụng, nhân hậu thiệt thà, nên ta tin rằng sau khi á ngươi trở thành người giàu có, ngươi sẽ có thể giúp đỡ được nhiều người khác nữa. Đó mới là ý nghĩa lớn lao của một đời người. Không ích kỷ cho bản thân, không hãm hại người khác. Thôi ngươi mau đi đi, vì những quan tiền này có thời hạn phép rất là ngắn. Ngươi mau đi đi. Dạ ông, con đã tạ ông. Con đã tạ ông nhiều lắm. Dạ, dạ, dạ con đội ơn ông nhiều lắm. Đội ơn ông. Dạ thưa ông, đây là số bạc con nợ ông. Con xin trả, từ nay con không nợ ông gì nữa. Ừ.
Ngươi làm cái gì ta vậy? Sao? Bình thường ông quay lắm mà. Giờ sao hả? Đánh tôi đi. Đánh đi. Tôi có tin là ta đập cái què giò không? Què giò? Ừ. Què giò. Què giò. Què giò. Rồi đánh đâu nữa? Phản bội. Thằng phản bội. Bây giờ ông đứng đây nha. Mà ông đâu có đi được đâu. Bây giờ tôi sẽ ra ngoài kêu dân làng tới hốt hết của cải nhà ông. Ông ráng đứng đó chờ nha. Chờ nha. Đừng cho người ta lấy của cải của ta. Đừng cho người ta lấy vàng dòng của ta. Đừng mà. Đừng mà. Đừng mà. Vàng của ta. Vàng của ta. Vàng của ta. Vàng còn. Vàng chưa có mất. Vàng của ta còn quá nhiều. Chưa có mất. Đây là vàng của ta. Vàng của ta. Vàng. Vàng nhiều quá. Ngươi nhìn ổng đi. Đại tiên, con nghĩ đây là một hình phạt quá lớn cho tên phú ông tham lam này rồi. Hay là đại tiên cho hắn quay lại từ đầu để hắn thay đổi đi. Không được, ngươi cứ bình tĩnh. Hãy để cho hắn có một bài học nhớ đời đi nha. Ngươi nhìn ổng đi. Giang dân con quyền. Giang dân con quyền. Ha ha ha.